Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga Ukraina sớm ngày 27 tháng 10. Nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Khi đơn vị Ukraina chấn thủ Imailovka đã tự ý rút lui khỏi khu vực chiến đấu, khiến hàng phòng ngự ở Goniak rung lắc dữ dội. Cùng với việc selidop đang bị quân đội Nga căn quét, tình hình đang trở nên vô cùng khó khăn đối với lực lượng Kiev trên hướng pokrov Kurakhov. selidop có thể sụp đổ trong 72 giờ tới. Kênh Military Summary đưa tin, về phía Pokrov, áp lực lên lực lượng Kiev tại Selidov ngày càng tăng. Quân đội Nga RFAF đang tấn công từ cả ba phía Đông, Nam, Bắc. Tại quận 11, lực lượng của họ đã chiếm được vị trí thuận lợi. Tuyến đường qua Vizneve gần đó đã bị cắt đứt. Tình hình hậu cần của Ukraine rất nghiêm trọng. Tại quận Sabanka thuộc thành phố Torres, quân đội Ukraine AFU đã có thể chiếm được phần lớn quận này sau nhiều đợt phản công. Trên mặt trận Kursk, lực lượng Moscow công bố đoạn phim ghi lại hình ảnh binh sĩ của họ chiếm giữ làng Snatgot. Hiện ở khu vực này đang diễn ra những trận chiến tranh giành vị trí, không có tiến bộ lớn nào. Theo kênh Military Chronicles, khoảng 75% diện tích Selidov nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Tình hình tương đối khó khăn của lực lượng Kiev tiếp tục. Vào thời điểm này, trong khu vực tư nhân ở Tây Tây Nam thành phố, vẫn còn một số đơn vị quân đội Ukraine bắt đầu phản công bất chấp việc có các trận chiến, nhưng không thể nói về sự hiện diện đông đảo của binh sĩ Ukraine ở Selidov. Hầu hết các nhà phân tích nước ngoài đều đồng ý rằng quân đội Ukraine có thể thất thủ hoàn toàn trong 72 giờ tới. Quân Ukraine chạy khỏi Imailovka, Kurakhop gặp khó. Kênh Ritovka đưa tin việc tiểu đoàn 210 quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Imailovka do không thể chịu đựng được các đợt tấn công khốc liệt của đối phương đã gây ra một chuỗi sự kiện không thể đảo ngược theo hướng Kurakhop. Cuối cùng, sau nhiều ngày giao tranh dữ dội, lực lượng Moscow đã thực sự áp sát cụm cứ điểm Kurakhov cũng như các vị trí xung quanh. Đồng thời, Imailovka thất thủ đã cắt một vết thương khác ở hàng phòng ngự quân đội Ukraine ở Goniak. Vết thương vốn đã dỉ máu, nay càng nghiêm trọng hơn. Theo dữ liệu mới nhất, giao tranh đã diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố. Kuzka, các trận chiến ở quận Kluskovo và Zuzha. Kênh Ribadetin, tại mặt trận Kuzka, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực khác nhau ở quận Gruskovo, quân đội Ukraine đã cố gắng củng cố. Một xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển cung cấp đã bị nổ tung khi cán phải một quả mìn chống tăng gần đường sắt ở khu vực làng Novibut. Lực lượng ép không thể tiến xa hơn ở khu vực này, trong khi các đơn vị đổ bộ đường không của họ bị thiệt hại nặng. Tại quận Kodenevo, các trận chiến đang diễn ra ở khu vực Lyubimovka và Zelenysliak lân cận. Ở quận Suza, cấu hình của tuyến đầu dọc theo biên giới hai nước đã được làm rõ, đánh giá theo cảnh quay do phía Kiev công bố, là Darino đang bị các đội hình Ukraine chiếm giữ. Cảnh quay về cuộc đổ bộ của lực lượng Moscow ở vành đai rừng phía tây bắc khu định cư đã xuất hiện, trong đó ghi lại hình ảnh một xe chiến đấu bộ binh của họ đã bị nổ tung do một quả mìn chống tăng trong quá trình rút lui. Việc quân đội Nga không kiểm soát được ngôi làng cũng được xác nhận bởi dữ liệu hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga khi báo cáo về cuộc pháo kích các vị trí đối phương ở Darino. Đánh giá theo video, sự kiện này xảy ra không quá 2 đến 3 ngày trước. Ở phía bên kia của quận Suza, quân đội Ukraine đã cố gắng tiến vào khu vực Plekovo nhưng không đạt được thành công nào. Ở phía đông khu định cư, lực lượng Moscow gần đây đã phá hủy một xe bọc thép International Mark của Ukraine, kích nổ toàn bộ đạn dược cùng với kiếp xe. Nga phá vỡ các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở Liman. Theo kênh Riba, Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và UAV vào các mục tiêu của đối phương ở nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Ukraine. Đổi lại, Kiev phóng UAV qua một số khu vực của Nga, tuy nhiên tất cả mục tiêu đều bị bắn hạ. Theo hướng Liman, quân đội Nga phát triển từ Novosadok đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của lực lượng Kiev, xâm nhập khu định cư Terni từ phía Bắc. Về phía Pokrov, lực lượng Moscow đang chiến đấu ở khu vực Selidovo, đồng thời cũng đang dọn sạch lãnh thổ của mò Novogrodovskaya số 1 trên 3 trên các tuyến tiếp cận phía Bắc đến Novogrodovka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine giao tranh ác liệt ở Pokrov Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 25 tháng 10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã ghi nhận 142 cuộc giao tranh ở mặt trận, hầu hết là theo hướng Pokrovsky. Báo cáo có đoạn đã xảy ra 142 cuộc giao tranh, đối phương đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa, 70 cuộc không kích bằng 106 bom KAB, sử dụng 600 UAV cũng như thực hiện khoảng 3.000 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov Kubian, Sivers, Kramato, Torres, Kurakhovsky, Vremovsky và Dnieper. Đối phương đang tấn công dữ dội theo hướng Pokrov. Tại đây trong ngày, họ đã thực hiện 43 cuộc tấn công. Nga tấn công trên toàn chiến tuyến Ukraine Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lực lượng Moscow đang tấn công và chiếm ưu thế trên toàn chiến tuyến Ukraine. Các hoạt động tấn công của Nga có đang được tiến hành dọc theo toàn bộ chiến tuyến không? Vâng, điều này hoàn toàn đúng. Cường độ tấn công ở mỗi khu vực không giống nhau, Ví dụ, cường độ thấp hơn ở hướng khê sân vì tiền tuyến ở đó ổn định, mặc dù vẫn có những thay đổi nhất định. Mọi chuyển biến đều có lợi cho quân đội Nga. Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 phút phát sóng trên kênh Russia 1 ngày 25 tháng 10. Ông Putin khẳng định lực lượng Nga đang hoạt động theo mọi hướng ở tiền tuyến Ukraine. Ở các nhóm quân phía Nam và phía Đông, các binh sĩ đang chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại, cũng như phản ứng nhanh khi đối phương sử dụng cùng thiết bị, ông nói chủ nhân điện Kremlin cho biết thêm, kinh nghiệm thu được và tiềm năng ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, bao gồm cả những đổi mới đang được phát triển theo sáng kiến riêng, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Nga tiến công. Tổng thống Putin nhấn mạnh, nhìn chung, quân đội Nga đang đạt được tiến bộ trên khắp chiến tuyến kéo dài, trong khi Kiev không đạt được gì, song cả Kiev và các nước phương Tây đều không sẵn sàng chấm dứt chiến sự. Đề cập đến chiến dịch của Ukraine tấn công tỉnh Kursk, Tổng thống Putin nói, khoảng 2.000 binh sĩ trong các đơn vị của Kiev đã bị bao vây, cô lập và dường như không biết tình hình của họ tồi tệ đến mức nào. Chúng tôi nhận thấy rằng, những người bị bao vây thậm chí còn không biết rõ rằng họ đang bị bao vây. Theo thông tin mà chúng tôi có được, nguyên nhân là do khả năng chỉ huy và kiểm soát ổn định lực lượng quân sự của Ukraine đã không còn, ông Putin cho hay. Aviapro dẫn thông tin từ kênh Telegram Military Informant nói rằng, quân đội Nga đang siết vòng vây lực lượng Ukraine ở khu vực Ongopskoze Group của tỉnh Kursk. Quân đội Ukraine bị bao vây sau khi mất kiểm soát đường cao tốc 38K030 nối Rins với Korenevo và Suza, tuyến tiếp viện binh sĩ và đạn dược chính. Kết quả là binh sĩ Ukraine tập trung trong một khu rừng, bị cô lập và cũng không thể rút lui. Nỗ lực của Ukraine nhằm giải vây cho các đơn vị của mình gặp trở ngại khi Nga kiểm soát hỏa lực khu vực này. Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cáo buộc các đơn vị quân sự của Triều Tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai đến Kursk. Theo nguồn tin này, khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, trong đó có 500 sĩ quan, ba tướng lĩnh đã có mặt tại Nga và tham gia huấn luyện tại năm căn cứ. Cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ cáo buộc, nhưng mặt khác khẳng định kịch bản đó nếu xảy ra cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Nếu thực sự xảy ra điều mà truyền thông quốc tế đang nói đến, tôi nghĩ đó sẽ là hành động tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Nga Kim Jong-il cho biết ngày 25 tháng 10. Hạ viện Nga trong tuần này đã thông qua Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều Tiên. Một trong số các điều khoản của Hiệp ước là hai bên đồng ý hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một bên bị tấn công. Hàn Quốc cân nhắc gửi tên lửa đạn đạo tới chiến trường Ukraine. Hàn Quốc đang xem xét khả năng chuyển giao hệ thống pháo phản lực phóng loạt K-239 Chunmo và tên lửa đạn đạo cho Ukraine. Bước đi này được thảo luận trong bối cảnh có nhiều báo cáo về khả năng quân nhân Triều Tiên tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Nếu quyết định cung cấp vũ khí dân ra, Seoul nhiều khả năng sẽ dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến việc sử dụng trang bị của họ chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Đây sẽ là một sự thay đổi đáng kể về bản chất của cuộc xung đột. Hệ thống K239 Chunmo là vũ khí công nghệ cao có khả năng tấn công đối tượng ở cự ly từ 250 đến 290 km, khiến chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Khi kết hợp với tên lửa đạn đạo, những hệ thống như vậy dự báo sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa của lực lượng vũ trang Ukraine, đặc biệt nếu Seoul dỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng chúng để chống lại các mục tiêu của Nga. Lý do thảo luận về khả năng chuyển giao số vũ khí này là do có thông tin gần đây cho rằng Triều Tiên đã cử quân đội tham gia cuộc xung đột Ukraine cùng phe với Nga. Những tin đồn này đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng ở các nước phương Tây và đồng minh của họ, trong đó bao gồm Hàn Quốc. Đáp lại, Seoul có thể thực hiện các bước đi tích cực hơn để hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả việc giao vũ khí công nghệ cao. Cho đến nay, Hàn Quốc mới chỉ cung cấp cho Ukraine viện trợ nhân đạo và một số phương tiện phi sát thương, nhưng việc chuyển giao bệ phóng và tên lửa Chunmo cho Kiev rõ ràng cho thấy sự can thiệp nghiêm trọng hơn vào cuộc xung đột. Hàn Quốc có một kho vũ khí lớn gồm nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt và tên lửa đạn đạo và việc cung cấp một số vũ khí này cho Ukraine dự báo sẽ làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực ở mặt trận. Nga kêu gọi phương Tây từ bỏ hy vọng chống Nga ở Ukraine. Từ cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan hôm 25 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết liên quan tới tiến trình đàm phán Nga-Ukraine, trước hết các nhà tài trợ phương tây của kiev nên từ bỏ chính sách leo thang của họ vốn dựa trên việc bơm ngày càng nhiều vũ khí và tiếp tục hỗ trợ không hạn chế cho kiev ngoài ra ông ryabkov cho biết các nhà tài trợ phương tây nên giải thích với ukraine rằng sẽ không có triển vọng đàm phán nếu không từ bỏ tối hậu thư và tình hình thực tế sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng không có lợi cho kiev các nước phương tây nên thuyết phục ukraine rằng nếu không từ bỏ những ý tưởng phi thực tế vốn là tối hậu thư đối với nga và nếu không sửa đổi lập trường mang tính hủy diệt để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán mà Kiev vẫn tiếp tục hành động như vậy thì sẽ không có tiến triển nào đạt được, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Đồng thời, nhà ngoại giao Nga cho biết có một số ý tưởng được nêu ra tại các diễn đàn quốc tế mà những người đề xuất coi là động lực để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Ông Ryabkov khẳng định Nga tôn trọng và hoan nghênh những ý tưởng này. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25 tháng 10 tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đều phải đảm bảo lợi ích cho Moscow. Ông cho biết Nga sẵn lòng cùng Ukraine tìm ra một giải pháp thông qua thương lượng, trong đó hai bên sẽ cùng thỏa hiệp. Bất kỳ kết quả nào cũng phải có lợi cho Nga, và tôi nói thẳng điều đó. Ông Putin khẳng định, tuy nhiên Moscow không loại trừ khả năng thỏa hiệp từ phía mình, miễn là chúng hợp lý, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng việc Ukraine không muốn đàm phán khiến mọi cuộc thảo luận về những gì Moscow sẵn sàng đưa ra trở nên vô nghĩa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng 9 nhấn mạnh việc phương Tây khăng khăng tuân theo cái gọi là công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho thấy họ không có ý định đàm phán với Moscow một cách bình đẳng. Sáng kiến của Tổng thống Ukraine đã được biết đến từ lâu, nó đã trở thành một vấn đề nhức nhối đối với tất cả mọi người. Đó chỉ như một tối hậu thư thuần túy, việc phương Tây theo đuổi tối hậu thư này chỉ có nghĩa rằng phương Tây không muốn đàm phán một cách trung thực, Ngoại trưởng Lavrov nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm vào cuối năm 2022 nhằm giải quyết cuộc xung đột với Nga. Công thức này gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, Nga có các đề nghị này phi thực tế, tuyên bố chỉ đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới. Tổng thống Putin vào tháng 6 đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, hai vùng Donetsk và Lugan, cùng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư. Phương Tây thất bại ở Ukraine nhưng không muốn dừng lại Các nước phương Tây đang thua ở Ukraine nhưng vẫn không muốn chấm dứt hoặc thừa nhận thất bại của mình. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đưa ra ý kiến trên tại đài phát thanh Kursus. Họ thấy mình đang ở trong một vị trí khó khăn, chiến đấu trong một cuộc chiến đã thua. Thủ tướng Orbán nói, đồng thời nhắc lại Hungary không có ý định lôi kéo vào những hành động này mặc dù có áp lực Tình hình là các nước phương Tây không muốn dừng cuộc chiến nga-ukraina. Vì vậy, câu hỏi hợp lý là liệu Hungary có chỗ để xoay sở hay không? Ông Orbán cho hay. Ông tuyên bố rằng lập trường có nguyên tắc của Hungary đã cho phép họ duy trì chỗ để xoay sở trong lĩnh vực kinh tế vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột ở ukraine. Việc khôi phục lại chiến tranh lạnh là một ý tưởng tồi, nhưng nhiều nước đang phản ứng với cuộc chiến nga-ukraina theo cách này và thực sự đã tuyên bố điều đó trong lĩnh vực kinh tế. Ông nói thêm chúng tôi đã xoay sở để tránh xa cuộc chiến và tôi nghĩ chúng tôi có thể tránh được các chính sách kinh tế tồi dựa trên logic quân sự sai lầm. Thủ tướng Hungary cho biết, ông nhớ lại Hungary vẫn tiếp tục mua dầu và khí đốt của Nga vì đã được miễn trừ một số lệnh trừng phạt của EU. Ông Orbán bày tỏ hy vọng nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, đảng chiến tranh ở Mỹ sẽ được thay thế bằng đảng hòa bình, có khả năng mở đường cho một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ukraine tuyên bố Nga phải rút hết quân nếu muốn chấm dứt xung đột. Đừng hy vọng cuộc chiến này sẽ kết thúc khi các bên tham chiến bắt đầu đối thoại với nhau. Ông Andriy Zermak, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, tuyên bố tại cuộc họp quốc tế nhằm thực hiện kế hoạch hòa bình, một trong những cuộc họp được tổ chức sau Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình về Ukraine vào tháng 6 do Thụy Sĩ tổ chức. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại thủ đô Kiev và trực tuyến với đại diện của 56 quốc gia và tổ chức quốc tế hôm 25 tháng 10. Đừng để bị đánh lừa, Cuộc chiến này sẽ kết thúc khi người lính cuối cùng của quân đội đối phương trở về nhà, ông Zermak nhấn mạnh. Ông Zermak cho rằng áp lực quốc tế phối hợp lên Nga sẽ tạo tiền lệ. Điều này sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng việc theo đuổi các cuộc tấn công quốc tế trong thế kỷ 21 là vô nghĩa. Bất cứ thứ gì bị chiếm sẽ phải được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, cố vấn tổng thống Ukraine tuyên bố. Hội nghị đã tập trung vào các nội dung trong công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky được đưa ra lần đầu tiên vào cuối năm 2022. Công thức của ông Zelensky gồm một số điểm như Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Tuy nhiên, Nga coi các đề nghị này phi thực tế, tuyên bố chỉ đàm phán dựa trên tình hình thực địa mới. Trong bài phát biểu trực tuyến vào đêm 25 tháng 10, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai để giúp mang lại sự kết thúc chính đáng cho cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm qua. Ông đã kêu gọi tổ chức một hội nghị vào cuối năm 2024. Nga, quốc gia không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6, tuyên bố sẽ không tham dự các hội nghị tương tự, mặc dù Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn Moscow tham gia hội nghị tiếp theo. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán, nhưng ép trước tiên phải công nhận 4 khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sắp nhập hồi năm 2022. Tổng thống Putin yêu cầu duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư. Moscow cũng loại trừ bất kỳ cuộc đàm phán nào trong khi quân đội Ukraine vẫn ở tỉnh Kursk của Nga, nơi Ukraine đã phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới vào tháng 8. Tổng thống Putin tuần này tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine đều phải đảm bảo lợi ích cho Moscow ông cho biết Nga sẵn lòng cùng Ukraine tìm ra một giải pháp thông qua thương lượng, trong đó hai bên sẽ cùng thỏa hiệp. Zelensky ra lệnh thực hiện chương trình hỗ trợ mới cho người dân Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối ngày 25 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ triển khai một chương trình mới từ ngày 1 tháng 12, cung cấp hỗ trợ với số tiền 1.000 hryvnia, 24,2 đô la Mỹ cho mỗi người dân Ukraine. Ông nói, các hoạt động chuẩn bị cho những tháng tới phải tiếp tục ở mọi cấp độ của nhà nước chúng ta. Có rất nhiều công việc trong lĩnh vực năng lượng, đây là bảo vệ các cơ sở, đây là công việc về sự ổn định của hệ thống. Các khu vực đang chuẩn bị, cộng đồng đang chuẩn bị, quân đội đang chuẩn bị. Ngoài những việc mang tính hệ thống như vậy, còn có những quyết định có thể được đưa ra trực tiếp để hỗ trợ người dân. Tôi đã chỉ thị cho chính phủ đưa ra một chương trình mới từ ngày 1 tháng 12. Chương trình này sẽ hữu hình đối với mọi gia đình ở Ukraine. Có sự hỗ trợ cho tất cả mọi người người lớn, trẻ em, mọi gia đình ở Ukraine, 1.000 hryvnia cho mỗi người. Số tiền này sẽ lên tới vài nghìn hryvnia cho mỗi gia đình. Số tiền này có thể được chi để mua hàng hóa, dịch vụ của Ukraine, đặc biệt là tiện ích, điện, người đứng đầu nhà nước đã chỉ thị cho chính phủ xác định chi tiết và trình bày với người dân. Chỉ tiêu quốc phòng của Ukraine kể từ đầu năm đã đạt 31,45 tỷ đô la Mỹ. European đã đưa tin, báo cáo của Bộ Tài chính Ukraine cho biết Chi tiêu của quỹ chung của ngân sách nhà nước cho lĩnh vực an ninh quốc phòng trong 9 tháng đầu năm lên tới 1.300 tỷ hryvnia, 31,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm 57,6% tổng số ngân sách nhà nước. Cụ thể, 146,9 tỷ hryvnia đã được sử dụng từ ngân sách nhà nước trong tháng 9. Các quỹ đã được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho quân nhân, binh lính, sĩ quan, cảnh sát, mua sắm trang thiết bị quân sự, chăm sóc y tế, chi phí khác để đảm bảo hoạt động của các cơ quan và tổ chức có liên quan an ninh quốc phòng vẫn là ưu tiên tuyệt đối và là khoản chi lớn nhất trong ngân sách nhà nước. Chi tiêu quân sự được chi trả hoàn toàn bằng nguồn thu và vay nợ trong nước, Bộ Tài chính cho biết. Kể từ đầu năm 2024, Bộ Tài chính Ukraine đã bán trái phiếu quân sự trị giá hơn 300 tỷ UAH, 7,26 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này đã được chuyển vào ngân sách nhà nước. Ukraine, Bulgaria bắt đầu đàm phán về thỏa thuận an ninh. European Brabda đưa tin, đại diện của Ukraine và Bulgaria đã tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về việc ký kết thỏa thuận an ninh song phương. Trong quá trình đàm phán, hai bên đã bắt đầu soạn một bản dự thảo và thống nhất các điều khoản chính của văn bản, cũng như thống nhất về lịch trình đàm phán tiếp theo để chuẩn bị văn bản cuối cùng của thỏa thuận càng nhanh càng tốt. Báo cáo cho biết, Ukraine đã ký kết 27 thỏa thuận theo tuyên bố chung của nhóm G7. Việc có một văn bản như vậy với Bulgaria là đối tác chiến lược của chúng tôi tại khu vực Biển Đen là rất quan trọng. Quan chức Ukraine Igor Zubka cho biết Trước đó, Ukraine đã ký kết các thỏa thuận an ninh song phương theo tuyên bố của các nước G7 được thông qua tháng 7 năm 2023 tại Vilnius. Cho đến nay, Ukraine đã ký hơn 20 văn bản song phương như vậy. Vào tháng 9, Kyiv đã ký một thỏa thuận an ninh song phương với Ireland và tháng 10 với Hy Lạp. Đức nhập kho 600 tên lửa hành trình tầm xa Taurus Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đặt mục tiêu có thêm 600 tên lửa hành trình Taurus, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục thúc giục chính quyền Berlin cung cấp dòng vũ khí tầm xa này. Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Đức sở hữu khoảng 600 tên lửa hành trình Taurus với tầm bắn hơn 500 km và được trang bị cho các dòng tiêm kích như Eurofighter, Tornado, F-15 hoặc F-18. Tên lửa do nhà thầu quân sự MBDA của châu Âu sản xuất được thiết kế để phá hủy mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong lòng địch như các bong ke chỉ huy, kho đạn dược, kho nhiên liệu, sân bay và cầu cảng hiện Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn chịu áp lực từ Ukraine khi liên tục bác bỏ yêu cầu viện trợ tên lửa Taurus vì lo ngại khả năng Kiev có thể sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Anh và Pháp lần lượt viện trợ tên lửa hành trình Storm Shadow, Pháp gọi là SCAP cho Ukraine, và quân đội chính quyền Kiev cho biết đã cải tạo các máy bay chiến đấu từ thời Liên Xô để lắp các tên lửa này. Nga cảnh báo Đức rằng việc giao tên lửa tầm xa cho Kiev sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và đẩy chiến sự Ukraine vào vòng xoáy xung đột mới. Ba Lan loại trừ khả năng gửi vũ khí mới cho Ukraine. Ngày 25 tháng 10, Tổng thống Andrzej Duda tuyên bố Ba Lan sẽ không chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm xe tăng, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa và máy bay tấn công hạng nhẹ mà nước này đã đặt hàng từ các nhà sản xuất Hàn Quốc cho quân đội Ba Lan. Tuyên bố trên được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 25 tháng 10. Theo đó, trả lời báo giới về khả năng cung cấp vũ khí mới cho Ukraine, ông Andrzej Duda cho biết không có kịch bản nào được xem xét, trong đó Ba Lan sẽ chuyển giao vũ khí được mua bằng hàng tỷ đô la Mỹ từ tiền đóng thuế của người dân Ba Lan cho bất kỳ quốc gia nào. Ông Duda nhấn mạnh, các vũ khí mới mà nước này mua từ Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí của Ba Lan. Tổng thống Duda cho biết thêm, các nhà lãnh đạo Ukraine đã trực tiếp yêu cầu phía Ba Lan cung cấp vũ khí. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan vẫn nhất quán quan điểm rằng chừng nào ông còn là tổng thống, không có vũ khí nào được mua để phòng thủ cho Ba Lan sẽ được chuyển giao cho Ukraine liên quan đến tuyên bố gần đây của Tổng thống Hàn Quốc về việc nước này đang cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Duda cho biết nếu Hàn Quốc đồng ý cung cấp vũ khí cho Ukraine, số vũ khí này sẽ không nằm trong kho dự trữ dành cho Ba Lan. Trước đó, ngày 28 tháng 8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kusineak Kami thừa nhận nước này đã cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí có thể cung cấp, đồng thời nhấn mạnh an ninh quốc gia luôn là mục tiêu tối cao và mọi quyết định đều được Ba Lan đưa ra nhằm đạt được mục tiêu này. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng thông báo, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nước này đã cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 thiết bị quân sự khác nhau, gồm xe tăng, máy bay phản lực, xe bọc thép chở quân và lựu pháo. Tổng số tiền viện trợ cho Ukraine lên tới gần 25,9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm gần 3,1 tỷ đô la Mỹ chi cho vũ khí. Lãnh đạo G7 nhất trí về cách cung cấp khoản vay khoảng 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nước phát triển G7 đã đạt được sự đồng thuận về cách cung cấp thêm khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tuyên bố cho biết những khoản vay này sẽ được trả nợ và hoàn trả bằng các dòng doanh thu bất thường trong tương lai, bắt nguồn từ việc đóng băng tài sản có chủ quyền của Nga. Hiện 260 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga đã bị đóng băng tại Mỹ và các nước châu Âu. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận về tính hợp pháp của việc tịch thu số tiền này và chuyển cho Ukraine. Mỹ và các nước đồng minh đã ngay lập tức đóng băng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga mà họ có thể tiếp cận được khi Tổng thống Nga Putin quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Tư lệnh NATO cảnh báo sức mạnh quân sự đáng gờm của Nga Tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao quân đồng minh châu Âu của NATO, nhận định Nga dù chịu tổn thất lớn ở Ukraine nhưng vẫn sở hữu lực lượng chiến đấu nguy hiểm, hầu như không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến hơn hai năm qua, theo ông Cavoli, Nga vẫn còn một lực lượng và tiềm lực quân sự đáng kể chưa bị cuộc chiến tác động, ví dụ như máy bay tầm xa, lực lượng tên lửa chiến lược, tòng ngầm và các đơn vị phòng vệ. Ông cho rằng một phần đáng kể lực lượng không quân chiến thuật của Nga vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến. Vì vậy, mặc dù Nga đã có những tổn thất đáng kể trên bộ, nhưng Moscow vẫn sở hữu năng lực đáng kể, bao gồm vũ khí thông thường và hạt nhân. Điều này chúng ta cần phải ghi nhớ, ông Cavoli nhận định. Ông cho rằng lực lượng bộ binh của Nga đã chịu tổn thất trong cuộc giao tranh ở Ukraine, nhưng Moscow đã có những bước tiến đáng kể trong quá trình phục hồi. Lực lượng quân sự, cụ thể là lực lượng bộ binh Nga triển khai ở Ukraine hiện nay lớn hơn đáng kể so với giai đoạn đầu cuộc chiến, do đó quân đội Nga thực sự đã tăng trưởng trong thời gian qua. Ông giải thích. Ông nghi ngờ Nga có kế hoạch khôi phục lực lượng mặt đất và triển khai ở gần biên giới NATO. Ông kêu gọi khối đồng minh xem xét tình hình một cách nghiêm túc. Trước đó, Nga nhiều lần bác bỏ thông tin họ có kế hoạch tấn công NATO, nhấn mạnh Moscow không được lợi ích gì khi làm như vậy. Hồi đầu tháng, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell cho biết Washington rất quan ngại về sự tái thiết nhanh chóng của quân đội Nga và cho rằng một phần khả năng này của Moscow là do quan hệ với Trung Quốc. Ông nhận xét, những gì chúng ta đã thấy trong suốt hai năm qua là khả năng tái thiết lực lượng của quân đội Nga với tốc độ và quyết tâm, thành thật mà nói, khiến chúng ta ngạc nhiên. Ông thừa nhận thêm rằng đây là chủ đề thực sự gây lo lắng cho phương Tây. Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng năng lực sản xuất quân sự của Nga trong thời gian qua một phần có được do hợp tác với nước ngoài và ông chỉ đích danh Trung Quốc. Ông lập luận rằng mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow có lẽ là sự hợp tác song phương đáng gờm và quan trọng nhất trên toàn cầu hiện nay mà chúng ta phải lưu ý và phản ứng. Trước đó, Mỹ và phương Tây nhiều lần cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo phương Tây, Trung Quốc bị nghi ngờ đã hỗ trợ vật chất và chính trị cho nỗ lực chiến tranh của Nga, bao gồm việc chuyển giao linh kiện, vật tư có công dụng kép dùng được cho mục đích dân sự và quân sự như bộ phận vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Cả Nga và Trung Quốc đều bác bỏ thông tin này. Moscow khẳng định họ hoàn toàn có năng lực sản xuất quốc phòng để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Bất chấp đối mặt với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga tuyên bố họ vẫn sở hữu năng lực sản xuất quân sự đáng gờm. Vào tháng 5, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, Sergei Chemezov cho biết Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.